bãi biển cát cò gắn liền với truyền thuyết xưa theo lời truyền miệng từ thổ sơ khai nơi đây là điểm thưởng ngoạn cảnh sắc nhân gian của các tiên nữ thiên đình với không gian thơ mộng vẻ đẹp của những làn sóng nước dập dình vào những sườn núi đá hòa quyện với bãi cát trắng mịn chắc chắn sẽ khiến những tâm hồn mơ mộng say lòng bãi tắm xinh đẹp cát cò một tọa lạc tại thị trấn cát bà huyện cát bà cách thành phố hải phòng chừng 40 km là một trong những địa danh du lịch nổi tiếng luôn được du khách lựa chọn trong chuyến tham quan hải phòng với vị trí nằm gần trung tâm thành phố, việc di chuyển khá thuận tiện cũng là một điểm mạnh của du lịch Cát Cò. Bãi tắm Cát Cò một được xem như là anh lớn của cụm bãi tắm, là nơi thu hút đông đảo du khách bởi diện tích rộng, không gian thoáng đãng, bãi tắm uốn lượn ôm lấy sườn núi đá giúp khí hậu mát mẻ quanh năm. Thời điểm lý tưởng để đi du lịch bãi tắm Cát Cò 1. Cát Bà Hải Phòng có khí hậu đặc trưng của vùng biển miền Bắc, hè nóng đông lạnh những tháng đầu năm từ tháng 1 đến tháng 3 nơi đây thường diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội voi, lễ hội núi đối. Do đó, khoảng thời gian này bạn có thể kết hợp tham quan bãi tắm và tham gia vào những lễ hội náo nhiệt. Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 là lúc bãi tắm các cò một thu hút đông đảo du khách nhất. Khoảng thời gian này nắng đẹp, ít mưa, thời tiết khô giáo thích hợp cho những chuyến tham quan, nghỉ mát và các hoạt động trên biển. Khoảng thời gian mùa đông, thời tiết Hải Phòng khá lạnh, không thích hợp cho việc tắm biển. Tuy nhiên, nếu bạn đến Cát Cò vào thời điểm này thì có thể tham quan, chụp ảnh và thưởng thứ nên ẩm thực đa dạng của thành phố Cảng. Lọt vào trong top những bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á, bãi tắm Cát Cò 2 trở thành điểm đến có sức cuốn hút khó cưỡng khi tới du lịch Cát Bà. Giới thiệu về bãi tắm Cát Cò 2 Bãi tắm Cát Cò 2 nằm ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 40 km. Cát Cò 2 thuộc ba bãi tắm Cát Cò gần kề nhau, được nối với nhau bằng con đường nhỏ men theo triển núi được ngọn núi sừng sững phía sau ôm trọn, các cỏ hai sở hữu cho mình bãi tắm xinh xắn và kỳ đáo. Bởi nhỏ và xa hơn so với hai bãi tắm còn lại nên lượng du khách đến các cỏ hai cũng ít hơn hẳn. Nhưng nhờ thế mà nơi đây có được sự thanh bình và thơ mộng, rất phù hợp cho những người yêu thích sự yên tĩnh. Bãi cát cỏ hai được chia làm hai khu, bãi trước và bãi trong, ngăn cách nhau bởi một mỏm núi nhỏ. Để qua lại giữa hai khu, du khách có thể đi qua một vòm hang ở mỏm núi. Bãi trước có cát mịn màng, dễ đi và sóng nhỏ hơn bãi trong. Có gì hấp dẫn ở bãi tắm Cát cỏ 2? Đến với bãi tắm Cát cỏ 2, bạn sẽ không thể cưỡng lại được mong muốn được hòa mình với làn nước trong xanh và vui đùa cùng với những con sóng bạc đầu đang đua nhau đánh vào bờ. Sau khi đã tắm biển thỏa thích, bạn có thể đến nằm dài nghỉ ngơi tại các tròi lá mát mẻ trên bãi cát trắng sạch sẽ. Được thưởng thức cốc nước hoa quả mát lành và nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng nơi đây thì còn gì tuyệt vời hơn. Con đường ven biển nối liền ba bãi tắm Cát Cò là một địa điểm được khách du lịch thi nhau check-in bởi những góc ảnh đẹp lung linh tại đây. Thong dong đi dạo trên con đường men theo núi cao, ta khoan khoái hưởng gió trời mát mẻ, vừa thỏa sức ngắm nhìn cảnh biển lộng lẫy từ trên cao. Đến ngay bãi tắm Cát Cò Hải Phòng, thiên đường nơi đảo ngọc cát bà. Bãi tắm Cát Cò được đánh giá là tuyệt tác của tạo hóa với dòng nước xanh ngắt, vách núi bao quanh, không khí trong lành. Lắng nghe tiếng sóng rì rào, thả mình vào lòng biển xanh sẽ là những trải nghiệm khiến bao du khách bị mê hoặc. Có cả một câu chuyện truyền thuyết gắn liền với cái tên rất mộc mạc bãi tắm cát cò. Từ thở hồng hoang, các tiên nữ trên thiên đình đã hóa thân thành những đàn cò trắng hạ phàm để thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi đây. Ngày nay, cát cò vẫn giữ được sự thuần khiết, hoang sơ và trở thành điểm du lịch Hải Phòng nổi tiếng. 1. Bãi tắm cát cò ở đâu? Địa chỉ thuộc địa phận thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nếu xuất phát từ trung tâm thành phố Hải Phòng, du khách sẽ có 3 lộ trình để đến được đảo Cát Bà. Lộ trình 1, du khách di chuyển đến cảng Đình Vũ, sau đó đi tiếp 3 trạng Cát Hải, bến Phà Gót, bến Cái Viềng để ra tới đảo Cát Bà. Lộ trình 2, từ trung tâm thành phố du khách đi đến bến Bính. Tại đây, du khách có thể chọn tàu cao tốc để tới Cát Bà. Lộ trình 3, du khách tới quận Hải An, qua cầu vượt biển Tân Vũ để đến đảo Cát Hải. Từ đảo Cát Hải có thể đi cáp treo hoặc đi phà để ra đến đảo Cát Bà. Khi đã đến được thị trấn Cát Bà, du khách có thể thuê xe máy hoặc đi xe điện để đến Cát Cò. 2. Tại sao bãi tắm Cát Cò lại được yêu thích? Bãi tắm Cát Cò được đánh giá là tuyệt tác của tạo hóa khi sở hữu vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có được. Thiên nhiên phong phú. Ba bãi tắm Cát Cò được nối liền với nhau bởi một cây cầu gỗ dài men theo triển núi. Đứng ở